Nhiều anh em có tiền nhưng không biết mua chỗ nào có 500 xịn, 500 chuẩn thì liên hệ với Lưu Bắc Cạn nha. Cặp tép mình bán là 1 triệu một đôi. Đây là dòng 500 đất. Về cái bộ máy của nó thì có trang bị lọc âm, lọc chói đầy đủ, chống cháy 100%. Đây là mình chỉ giới thiệu cho dòng 500 xịn nha. Đây là 350 này. Củ 350 từ 9 côn 3,5. Dây là dài 1 mét rồi. Nhiều anh em có tiền nhưng không biết mua loại nào cho chuẩn, không biết mua cơ sở nào cho uy tín. Đấy thì hãy liên hệ với Lưu Bắc Cạn trên Facebook Loa Tép Thông Minh và trên YouTube Điện Tử Phương Lưu để cung cấp cho anh em những cặp tép chống cháy tốt nhất, bảo hành 1 năm. Cặp bản này thì có hai màu này, màu gỗ và một màu đen. 500 xịn. Đây giá thì công khai rồi. Tiền nào thì của đấy nhá. Chứ còn một vài anh em thì mua những cái loại 500 rẻ xong là treo cái tụ cản lủng lẳng cái cực dương này, anh em buộc dây và anh em dùng đấy thì nó rất là chói đấy, nghe bằng tụ cản nó rất là chói nên nó không đẳng cấp bằng cái loa lọc chói của chúng tôi này đâu. Để có chế độ bật tép và siêu tép, chế độ chống lì cho loa full đầy đủ để hát karaoke tẹt bô thoải mái, và có chế độ cảnh báo méo tín hiệu nữa cơ. Đấy nha, trong quá trình sử dụng bóng đèn không sáng mới ok, chứ còn bóng bị sáng là cảnh báo vang nâng lọc méo tín hiệu khoảng 40%, gọi là hiện tượng dày tép. Thì chúng ta phải phối ghép vang nâng lọc cho nó chuẩn vào, bóng không sáng mới ok. Cặp này có thể dùng cho âm đi 2 sò đến cục đẩy 40 sò, loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm đều được, bát 20 đến bát 50 đều ok. Như thế này nó mới gọi là loa tép chống cháy nhá. 500 xịn, 500 chuẩn, với ống 12 x 12, chiều cao tổng là 16 phân. Anh em có thể là dùng một đôi cũng được, hai đôi cũng được, ba đôi cũng được, không ảnh hưởng gì. Hát karaoke phá phách thoải mái nhá. Đây mới là loa tép chống cháy. Chứ còn loa tép tụ cản thì không nói chuyện. Hôm nay mình mách cho anh em một cái chiêu khi anh em mua hàng chuẩn trên mạng. Này thì anh em phải biết được cái độ chói của nó. Còn loa của chúng tôi là loa chống chói tuyệt đối, anh em mở to hết cỡ đấy, cũng không bao giờ chói. Đấy, quan trọng nhất của cặp tép đó là độ chói, và để mà phân biệt được độ chói thì anh em hãy vào thẳng kênh của chúng tôi hoặc là vào thẳng trang để test cái chất âm của chúng tôi nó sẽ ok đến mức nào. Đấy, anh em hãy phân biệt bằng nhạc điện thoại thôi, anh em có thể biết được độ chói của từng loại loa, và nhưng mà anh em cực yên tâm rồi vì hãng loa của chúng tôi là hãng loa lọc chói tuyệt đối. Đây anh em cực kỳ đi yên tâm rồi. Tôi bán hàng rất là lâu năm rồi, vì cái kinh nghiệm rất dày dặn trong lĩnh vực lọc chói rồi. Đấy, lọc âm, lọc chói, chống cháy đầy đủ. Đấy, bảo hành 1 năm. Đấy, ok nhá. Số điện thoại 0973 533 269. Đấy, ok nhá.